xin chào các bạn, quay trở lại channel mình. Thì mình nằm bên đây, hiện nay mình đang ở Vĩnh Thi rồi. Mình đang ở thôn Vĩnh Thi, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. Đây là Vĩnh Thi, là một những bãi biển cũng đẹp của khu vực miền Trung, rất là đẹp đúng không ạ? Giờ các bạn đi cùng mình nha. Let's go. Muốn để mua đồ ra biển. Phương giác thùng bia ra biển uống bia chơi dài chơi lại thôi. Clip này là lên YouTube không anh Phương? No nữa rồi. No. Ngủ rồi, ngủ rồi bè luôn, ngủ rồi tàu luôn. Rồi. Nói ra kế hoạch mình đi free fly các bạn. Cái đi ra đó thì có gì hay. Mình sẽ chúc các bạn đồng hành của mình. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều điều thú vị. Tại vì mùa này ít ai đi du lịch. Đây là con đường của làng Vĩnh Thi. Bây giờ mình di chuyển ra đó nha. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra tàu. Đây là một cái eo của vịnh Vĩnh Thi các bạn. Nên ở đây nó sống không có lớn. Mỗi chỗ nó đi tàu đáy kính chứ. Đây là tàu đáy kính, tàu lớn. Tàu này là các bạn có thể vừa đi vừa thấy được san hô dưới này luôn. Đây, các bạn sẽ thấy được san hô phía bên dưới. Mình đi cũng nhiều rồi. Di chuyển ra cái bè các bạn. Đấy, bây giờ trải nghiệm local. Đây là resort Amman ơi. Là một trong những resort có phòng mắc nhất Việt Nam. 200 triệu đêm. Cái phòng nào có bãi biển á 200 triệu đêm. Amman ơi, resort 6 sao. Nó chuyện đâu đó. Gì vậy? Có cá không anh? Thấy câu dính không anh? Ở đâu? Ở đây chứ. À, ra đây coi. Ủa, nãy em thấy anh ngồi đó câu mà. Chưa đi ra kia chứ. À. Yeah, chào anh. Đi quay vòng. Đấy, tắt nghĩa xuống rồi, ra ruột. Rồi. Con gà bự rồi. Nhìn dân chồng rồi. Sao cá cho bạn không ơi. Thầy đá hả anh? Thầy đá. 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 Nãy là anh nắm sợi dây kéo vô. Giống như mình thường mình đi tàu vậy. Tới rồi. Yeah. Tới bè rồi. Hôm nay mấy em sẽ chơi bè. Nước này đông. Có cầu có mực á. Mực à, ô mực. Ô. Hay, hay. Mực nè. Quá hay. Ở trên hả? Mực từ lên nó sẽ phun mực. Hay quá trời ơi. Tụi mình sẽ đi ra ngoài để anh em sẽ hướng dẫn cho anh em chơi kiểu dáng này. Khách anh có nhận không? Đấy, thì nếu như mà anh em nào muốn chơi môn này thì cứ đến đây liên hệ cho anh em, và số điện thoại mình để dưới phần description nha. Xíu nữa anh cho em số điện thoại nha. Đấy, thì anh em cứ liên hệ cho anh em để được trải nghiệm môn này ở Vĩnh Thi. Chắc chắn là độc nhất Vĩnh Thi quá. Đấy, độc nhất nha, không chơi thì hơi phí đó. Đấy, còn chơi như thế nào thì một lát nữa các bạn thấy. Đây, hơi phê đó. Em chơi được mà, điều anh chưa lẹn được không? Lẹn á. Em lại đúng không? Bây giờ mình sẽ đeo xuống. Ok, rồi đưa hai chân xuống luôn. Ok. Đấy, điều hai chân cứng luôn. Đeo hai chân. Đó sát cho. Đi đen.
có hay á, nó có hay bên lái á, hay bên lái á, thì bốn chùa, bốn con nào việc chuyển qua lên được cái dễ. Rồi xuống nhảy xuống luôn, nhảy luôn, nhảy xuống bơi đi. Bơi bình thường. Co chân luôn vậy này, em để cái tấm chén á. Để cái tấm chén nó ngang như này, đúng không? Co chân luôn đi ơi. Để đường dây nằm trên đó không không? Nè, đây người qua. Đúng không? Cái này là thước thẳng quá gì nè. Chỉ giữ người như này nè, rút cho, rút chát cho. Chát nữa, đúng rồi. Thì mình sẽ di chuyển xuống thuyền cây dắt đi khám phá cùng với hai thằng cu thôi. Hôm nay lại tiếp tục câu chuyện sinh tồn trước đây. Đây là cái bên kia mới là vườn quốc gia Núi Chúa, không biết là có dòng qua tới đây không, không biết. Là chắc là như là kéo qua tới đây luôn á, nên là vườn quốc gia. Ồ, ở đó có một cái miếu kìa, là dòng vách núi luôn. Có mấy con hà, ấy con ngon còng đúng không? Con còng với con hào nó dính trên đá. Kìa, qua cái hòn đó kìa, cái hòn nó thì nhảy được đó. Giống như lúc nãy mình có chia sẻ với mọi người đó là hành trình này nó sẽ thú vị nếu như mình không biết trước lịch trình. Đấy, mình cũng không biết là mình sẽ lên bè mà không biết là cũng có rất là nhiều anh đang nhiều anh cần thủ đang câu cá ở đó luôn các bạn. Bây giờ thì lại có một chiếc cây dắt. Lúc nãy thì lại được trải nghiệm lướt sóng. Hơi bị phê thiệt sự. Đâu đâu, đừng chơi á. Rồi, cô đi lên trước đây. Ok, mình sẽ lên lên. Đây là chỗ của tụi mình kìa. Đang đáp ở gần bè thôi các bạn, bè đằng kia thôi. Để vậy mình sẽ đi lên trên. Bây giờ mình sẽ thử chinh phục ngọn núi này. Mình dắt các bạn đi xuống đây coi cái cây này. Đi, nếu đi đi từ từ nha. Đây có cái đường xuống nè. Ở dưới này có một cái cây sống. Đấy, đây có một cái. Đây là đá sống nè. Nguyên hòn núi. Đây rồi, rất là lớn. Đó, các bạn thấy cây sống không? Có một cái cây mọc lên. Đây, mới chinh phục được một độ khó rồi. Cục đá gì chứ anh nghe. Đó là đá sống đó cô. Đá sống á. Đá sống là đá gì? Đá sống là nó nằm giống như là hai màu đá nó thích sống nhau á. Hiểu không? Nó chỉ có một cái kề thôi mà nó cũng trụ được. Đây các bạn, đây có đường lên nè. Mình nghĩ là dân địa phương cái này người ta cũng đi rồi. Đấy. Nghe anh. Giờ mình đi xuống rồi này. Anh Phương, anh muốn đi vào rồi. Chắc là vào đi rồi. Tính tiếp để xem người. Mình gói xuống, mình gói thẳng rồi.
Đây phóng lắm. Tàu ơi, trơn đó. Bơi vô đi. Bơi lên. Tàu ổ, đi lại thứ hai luôn rồi. Lên chứng đi đâu. Ok các bạn, cuối cùng tụi mình cũng đã về tới nhà. Và ngày hôm nay chia khá nhiều trải nghiệm, khá nhiều cái hàng. Đấy. Thì các bạn thấy là này, ở đây Vĩnh Hy thì không có nhiều cái để các bạn có thể tham quan và vui chơi, nhưng mà được một cái là rất là phù hợp cho những bạn nào thích trải nghiệm khám phá. Những bạn nào thích câu cá hay là chèo thuyền hoặc là ăn uống kiểu dã ngoại lang thang trên biển thì khá là phù hợp. Thì nếu như có dịp thì các bạn nên đến Vĩnh Hy và đi gia đình cũng là cách lựa chọn hợp lý, hoặc là đi với bạn bè. Đấy. Thì rất cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu như các bạn có những suy nghĩ nào về video của mình thì các bạn có thể vui lòng comment phía bên dưới để mình sẽ khắc phục ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. À xin lỗi là mình đeo kính vì mắt mình đang bị đau, nên các bạn đồng cảm bỏ qua nha.